cao chưa? Rồi Tâm mến chào các bạn nha, chào mừng các bạn quay lại với kênh Tâm Rau Vlog. Lời nói đầu tiên cho Tâm chúc sức khỏe các bạn. Bữa nay mình và chị Thiện các bạn phát hiện thêm nữa. Hai cho con mình đi qua bên An Ninh Tây, Bến Phà An Ninh Tây băng qua Mỹ Thịnh Bắc. Bây giờ đánh khu này nha các bạn, cặp ngoài đường nước nổi lên. Phát hiện có ổ cá nha các bạn. Đánh lũ, tiếp tục lũ. Giờ mình ra cần chiến. Anh em đi qua cánh này sắp về bên Đức Huệ với mấy anh em bển nha. Ra cần ra máy chiến thôi. Chị Thiện ăn, Thiện ăn sáng. Mình ăn rồi. Giờ mình tranh thủ mình ra càng trước. Giờ mình ra đánh trước. Ra đánh trước cái con F35 ha. F35 của TNT. Còn lưỡi giờ mình độ lên nha. Làm lưỡi độ. Ồ, con cá gì bự ghê là mấy chuối đây nè. Có con câu ai dính đây không hả? Mình là dính dãi đùng đùng cái này nè. Chuối thật mạnh luôn á. Mình lội qua đây. Đây sát cái kinh lớn nè. Sát cái kinh lớn rồi kiếm con cá bự bự. Đi đây phải lội các bạn. Mình đi thì có ổn không? Ướt quần rồi, có bầy nữa mà lội vô, không có đường lội vô, sâu quá các bạn. Sập lỗ ướt quần. Giờ đi, kiếm bầy khác. Anh đi, anh sập, sập lỗ chuột các bạn ơi. Rồi quay lại cái ổ đó. Bầy đó nhỏ xíu, gồm ghê luôn. Rồi sập nữa đi. Hả à, sau con qua mình đi. Không, không có sao. Giờ bỏ dép, sợ bỏ dép. Tới đi. Tới nữa. Ba gần gần quýnh mới rõ mắt vào. Quên trước kìa. À, con quên trước cũng được, quên trước đi. Qua đây. Con đứng đây, tắm rồi. Con gì quay qua nha. Ba thả trước cho. Ô, phải đớp trước đi. Rồi, con đứng quất rồi. Rồi, chứ thiện trước quất rồi, tấm hình. Lên cá nha các bạn. Mình đốt trước chứ Thiện rồi. Ê, báo cá, báo cá. Mình lưỡi đậu nè các bạn. Lưỡi đậu quýnh dính sâu ghê luôn. Rồi, chín cứng ngắc luôn. Báo cá sớm. Quăng thẳng đường không? Quăng bắt đi. Tao bắt liền chứ anh. Cái
xô bóp nhái rồi tới bến nè bạn. Lấy cái nhất. Cá ăn nha các bạn. Kéo. Kéo. Còn không? Cái gì vậy? Ủa cá bự. Ừ. Cá bự chứ không có nhỏ nha. Quá kéo luôn, giật kéo luôn. Bỏ vô lấy liền sảy vô luôn. Quần cái nó. Úi, cá bự gần cá mình nhiều nữa. Cùng quá. Đọt quá đâu. Giật kéo luôn không? Thành công. Cái kiểu mà đồ dính ghê à, lưỡi kiểu nào mà kéo à, ở lưỡi chữ C và kéo các bạn ơi. Nãy ba thấy con không có giật mà kéo, con kéo kéo luôn. Lọt má đào luôn. Yeah, một điều một con giới thiệu, một con F45. Đi nha các bạn, hai cho con có nhớt hết à. Dí theo hoài luôn hả? Có giận cục mồi không hả anh giận ấy? Ghê mày. Từ từ. Hay quá các bạn ơi. Cả làng một út luôn nè. Bự à. Ôi một khúc luôn. Mập như con heo à. Ấp vậy mới phê chứ. Đánh lưỡi mini. Nhái hơi bị bọn súng nhiều quá, đánh ngang nha, nhái hơi không được. Quýnh nhái. Báo cá nha. Báo cá nha các bạn. Lưỡi mình làm sông hồng nhẹ mà lưỡi nhỏ này quá. Táp vô giật liền luôn. Đây cá nhìn nhát. Mùa, sông mai mùa đẹp không? Bãi đánh cá làng hết bài luôn. Thiện con, mình móc nhá nhỏ xíu à, thiện cho nhá máy bự bên dưới thiện. Nhỏ xíu dưới bự thì kéo chạy bự á.
ba chị ba. Rồi hốt nhá chiến tiết vàng. Còn cái nữa coi thiện. Dạ. Yeah. Rút ra nãy giật đâm hả? Đâm bình thường. Bự không? Đủ. Nhảy hay các bạn ơi. Đu. F35 lưỡi đậu. Chữ thiệt không ăn các bạn ơi. Lưu trả thù liền mấy. Các bạn liền mấy. Mình quýnh nhái. Thì chỉ có anh nhái hay. Trời trong trong quýnh nhái hay được liền hả thiệt. Táp cái đồng ghê thiệt. Thấy táp không? Gòn cá thấy thèm thì chứ. Bữa nào nói anh Thành. Nói anh Thành ngay chỗ này có cá lan. Ừ, điện đi. Nói đám này có cá lan nhiều lắm. Lên. Lên. Lên hàng nữa các bạn ơi. Wow, lên liên tục luôn. Khủng. Đúng. Bắt luôn bú bình nha các bạn. Đấy. Lưỡi đậu tôm rau. Lưỡi đậu bắt luôn bú bình luôn nha các bạn. Cá cân mọi thể loại. Đưa vô vỏ luôn. Về phát hâm. Báo cho đồng đội liền coi. Báo đồng đội, báo đồng đội. Đám này em chịu ăn nè, ăn góc này rồi. Ăn góc cặp dây điện đó. Nè. Biết đám này mà phải không? Cái đám này chỗ góc mình nướng cá hay vậy đó. Ờ đúng rồi. Ồ mới thấy này đẹp lắm cái đám này nè. Nãy lên cỏ xanh vậy luôn á thầy. Đã ghê luôn á. Đụng này mà đụng nó ụt sắt này nè. Nè. Đó câu nhá hơi đầy. Nhá hơi mà lúc này tị ngoài hay ăn lúc ngoài không? Nãy của anh dính con nhái. 8 giờ tới về 10 giờ. 10 giờ. Giờ tính sách cần đi vòng vòng. 9 rưỡi về 8 rưỡi đi nè.
Lên tới đây tính xa quá hả? Rồi sách vòng coi. Xuống lục cái lên. Đó. Đang nói chuyện. Đó, để xách cành ra bạn ơi. Mình đang đi điện Mân Thành. Xách cành ra bạn ơi. F35. Còn nút lúc tầm. Vậy lạng chứ lạng mấy. Thấy cái họng đó không? Cái hơi xíu à. Hỏa đã. Báo cá cho bạn Thành. Bạn Thành bữa nay mắc kẹt đi đám mà kêu đừng có nhậu, tranh thủ ra chơi nha các bạn. Báo cá vậy mới mê nè. Sao con rồi đấy. Tụi trên đó nay chịu ăn lan hả ta? Ăn lan ghê không? Vậy anh chạy. Bữa nay cũng ít gió ha. Ê. Gì vậy? Cặp bằng lâm. Chưa nhớ. Chuyện giỡn à. U mặn cá. Cá bự nước không à. Cá bự không á. Đây chết chết. Nước. Trời ơi. Một khách rồi. Mini. Ghê thiệt. Chuẩn nhảy là hay mà né. Đó, đúng rồi, anh dạ, ném lần nha nè. Ủa, không có được hả? À? Sao nghe nó có được mà. Được bữa nay không có đi cũng kẹt, có mình tôi thì mà. Nay gặp bạn Lâm chiến trên này xuống mình dưới đây chiến lên nha các bạn. Hồi Thành tranh thủ đi đám chạy về nữa mà. Rồi. Hiện giờ mình qua tới Mỹ Thịnh Bắc. Cặp cái tràm này còn không có ra nữa. Còn cá lăng con cá bầy hả? Nào ăn hết con còn con đó. Bên đó có kiếm nha. Rồi. Hên quá, giờ có đồng đội đi đỡ buồn. Đi cho vui vui. Nãy giờ có mình, một hiu. Gom. Mà sao con phóng không? Yeah. Được rồi. Ủa con cá thử. Bự.
chơi sao? Vô khỏe lên hàng sâu con dài ba đâu có lội đâu, lội mệt lắm. Đem lại đây, đem đây show cá các bạn ha. Dạ chắc cú quýnh ngoài đó quá vậy á. Vậy mà kêu tâm râu lội lội chi nổi. Rồi. Đây đây nè. Đó. Nó cá bò tử. À, đừng cho dính đá, đừng cho dính đá. Quá giải rồi, quá rồi. Nhận vô. Rồi, vô. Nắng quá rồi, nắng bữa nay nắng quá. Thiện 5 con. Hải con, thanh thủ giọt giọt vô bóng cây thôi. Đi kiếm chỗ núp. Nắng quá các bạn ơi. Chang chang luôn. 2000 years later. Thì mình mới dòng về bên Vị Tinh Đông gặp anh Thành nha các bạn. Đứng đó, đứng đó, ra chá anh đây chá. À, trúng điểm cá ngon ngon quá ha. Nắng chang chang này. Nắng kêu nắng chang chang luôn. Ô nắng. Làm cái à. Nắng quá rồi còn chui chứ. Nắng rất nổi bữa nay mà máy cũng đứng máy luôn. Đứng hai lần. Đứng hai lần. Mình sang vậy được nhiêu cái tiền ký? 140. 140. Đồ bán ra cũng 200 ngoài ha. Thì bán phải 200 hơn chứ tại hơn. Đúng rồi. Hao hụt. Một ký vậy chứ còn là mấy trăm ra mà. Nằm ngoài đang còn ăn mà ngay cái rộng nó rõ liền không? Vô can là nó mau xuống ký. Ừ. Chứ giờ nghe mà nó khá chiều cái là đủ. Chứ giờ ký ha, giờ can ký chiều chắc còn 8-9 đập đàm. Giờ ủi lên là mọi cái bụng dư bưới. Đúng rồi. Còn ăn thiên nhiên ngoài nè. Bởi vậy nó mau lớn. Quất, quất, quất. Lắm. Từ từ. Ồ, bự. Cá rồi không bự. Bự các bạn ơi. Bự luôn. Rồi, rồi, rồi. Anh bạn này coi chung có nhiệm vụ rồi. Kè lên luôn. Kè lên cho nằm dưới nước luôn. Ngon cá bự hả? Đừng la, đừng la. Né né cho em quay cái nè. Né né. Tí hơn á, cá. Còn tí nữa. Đó. Hugo, 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 Hugo. Hugo dính con miếng nè, đọt dữ rồi, nó xém sảy. Sảy được, 7-8 lạng chứ. Bao sảy luôn.
Ờ, cá cực ký luôn á, nặng lắm. Vậy sóc cho có ăn. Rồi. Chụp lấy bộ hình nè. Chụp cho bằng thành vô hình. Quay ra ruộng kìa. Cắm. Đùa. Có gió hả? Lội. Chào dậy mới được chứ. À. Vô. Cái được kìa. 8 lạng khỏe, 8 lạng khỏe nặng lắm. 8 chín lạng chứ. Rồi, bỏ vô nha các bạn. Tình hình này rút quân các bạn ơi, chỉ mưa tới rồi mà cũng còn sớm mà giờ thôi về sớm bữa. Thôi giờ mà kết thúc cái video đây. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn xem video ủng hộ mình, tặng cho mình like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để nhận thông báo ra clip mới nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Rồi chia tay sớm bữa đi. Mưa quá là đen. Đúng đúng là kết thúc ở khu mưa không. Thôi về khu này là mưa, về khu này là mưa. Thế thôi nào, về khu này cũng mưa thôi. Về khu này cũng mưa hết rồi. Bữa nay về sớm bữa đây. Yeah.